Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình tiếp tục lên núi đi săn bắt. Quả mưa to, thời tiết thời gian này mưa to lắm. Mình lên núi này. Chào màu đá. Săn con to, cái này nhỏ quá thôi. Tiếp tục này lên núi đá. Đây có một cây lá an. Cái lá này đốt người.
bắt cá ốc nhé mọi người. Quả mây, quả sông. Trên này một chùm. Tổ chim không có, có người lên à, lâu rồi mọi người. Người ta đi săn này, đi bẫy trên này. Cây nữa, có măng nữa. Đây. Cây nứa bắt đầu măng mọc, nó có một củ mọc cao lắm này. Test vài viên này. Đây. Không người lên đây rồi. Đây, không. Biếu này. Chắc là thợ săn thợ bẫy đó. Giờ mới đằng kia có cái quả mọi người, đằng kia có cái quả. Chín rồi mọi người, không biết có sâu ăn không, mình xuống đi xem có sâu ăn không. Có sâu ăn thì mình ngồi mai phục đây nhé. Quả vả
Ngon. Cái này ít quá, không có sốc ăn. Này mình ngồi đây mai phục cây quả kia. Ôi còn gì ăn ốc này. Còn gì ăn ốc. Cao lắm. Mình chuyển địa điểm mai phục nha, mình chuyển sang bên này, vẫn cây quả đây, trời sắp mưa. Cây quả đằng kia cây quả đằng đây.
Mình vừa hàm em sóc ở trên này nhưng mà không chính xác lắm. Rơi xuống đấy rồi. Bây giờ mình đi xuống xem. Chết không nhá. Tìm thấy rồi mọi người. Đây. Bắn không chính xác đây. Chui đây này. Bắt được rồi mọi người. Hai được một em rồi. Mình bắn ở bụng nó không chết hẳn mọi người ạ. Tìm một lúc mới thấy. Chung rồi.
mình vừa hạ em Kurok. Rồi đây đi xuống nhà à. Khó tìm quá mọi người, mình rơi xuống đây rồi mà thấy không thấy. Mệt quá mọi người. Mình định ngồi đến đây tối cơ. Mình định ngồi đến tối cơ nhưng mà mệt quá. Mình về kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem video. Nhớ ấn đăng ký để ủng hộ kênh. Nhớ ấn chuông để nhận thông báo video mới. Xin chào. Video tiếp theo. Đây thành quả hôm nay.